Rồi, chào các bạn ha. Mình bắt đầu buổi hôm nay nha. Hôm nay là chúng ta tới buổi thứ 17 rồi nha các bạn ha. Như vậy là mình còn 5 buổi nữa là mình kết thúc nè. Bởi vậy là chúng ta sẽ còn khoảng 1 đến 2 buổi ha, khoảng 1 2 buổi nữa mình sẽ chạy cái quy trình handle guest plan cho nó xong luôn nha. Rồi sau đó chúng ta tới phần check out ha. Rồi chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian ha để cho một số bạn khác chưa có điểm, chúng ta tích điểm nha, nên tích điểm quá trình ha. Bữa trước á, bữa trước thầy có hướng dẫn các bạn cái quy trình xử lý phàn nàn rồi, trong đó là chúng ta cũng đã ráp cái vấn đề đó làm khách phàn nàn về cơ sở vật chất ha. Bữa nay thì thầy sẽ hướng dẫn một số cái cách chúng ta xử lý một số tình huống ha. Ví dụ như là thái độ phục vụ nữa ha, ví dụ như là cái chất lượng dịch vụ ha, rồi những phàn nàn bất thường khác ha. Thì giống như là thầy có báo trước là chúng ta sẽ làm khoảng 8 tình huống á, ha, 8 tình huống. Hồi bữa trước thì các bạn cũng xử lý tình huống cơ sở vật chất gồm có là tivi nè ha, tủ lạnh nè ha, rồi máy lạnh nè ha, rồi bồn tắm rồi đúng không ha, bồn tắm rồi. Thì bây giờ mình qua một cái về chất lượng dịch vụ đi ha. Thầy ví dụ như thế này. Thì ví dụ như thế này, ví dụ như khách của mình á, người ta phàn nàn, người ta phàn nàn đó là cái khách lên ăn tại nhà hàng ha, và ăn xong bị đau bụng nhé, bị đau bụng ha, một tình huống giống như vậy. Rồi thì rõ ràng là lỗi từ phía khách sạn của mình. Này, các bạn biết là nhiều khi là khách người ta đau bụng do những cái lý do cá nhân, ví dụ do cái cơ địa người ta, hoặc là do người ta khi người ta ăn á, người ta phối hợp các món ăn á nó không có hợp lý. Ví dụ buổi sáng mà lên nhiều người bụng yếu rồi mà sáng sớm lên uống sữa tươi ha, cho nên nó bị rối loạn tiêu hóa như vậy ha. Nhưng mà các bạn cũng biết là có khách ở tại khách sạn của mình, cũng như khách ở trong nhà của mình mà người ta bị những vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe giống vậy, thì ít nhiều ha là có lỗi của chúng ta ha. Cho nên chúng ta phải nhớ là chúng ta phải chăm sóc khách chu đáo nha. Rồi thì khi mình chạy quy trình đó để mình thi, thì các bạn nhớ các bạn phải bám sát tình huống ha, các bạn nhớ các bạn phải bám sát các bước, chúng ta không được bỏ bước bất cứ tình huống nào, chúng ta phải bám đúng các bước này để mình thi nha. Còn đi làm thì các bạn có thể thì tùy theo tâm lý khách hàng ha, tùy theo tình huống ha, tùy theo ngữ cảnh, chúng ta có thể là chúng ta điều chỉnh, chúng ta có thể chuyển đổi, chúng ta có thể bỏ bớt một số bước ha, hoặc là thêm tắt gì đó là cho nó phù hợp, thì tùy ha. Nhưng mà nhớ là chúng ta chạy quy trình để chúng ta thi bắt buộc chúng ta phải bám đúng các bước, không được bỏ bước nào hết. Ai mà bỏ bước chúng ta có thể là bị mất điểm, thậm chí là các bạn bị cho ngừng thi ha, cho ngừng thi luôn, người ta không giám khảo, ta sẽ không có cho các bạn chạy quy trình nữa ha. Nhớ bởi nhớ là các bạn phải bám theo các bước, không được bỏ bước, là cái đó là cái nhắc rất thầy nhắc từ xưa từ lúc lúc trước giờ nha, thầy nhắc kỹ rất là kỹ ha. Đây thì thầy ví dụ tình huống vừa rồi là khách ăn và đi bụng bị đau bụng ha, thì mình cũng chào khách theo tiêu chuẩn khách sạn thể hiện sự cầu thị ha. Thì thầy ví dụ ở đây bạn Nguyễn Quỳnh Như đi ha, bạn Quỳnh Như là khách của mình, thì chúng ta sẽ chào bạn Như bằng tên nha. Ví dụ là thầy chào lại, dạ em chào chị Như, em có thể hỗ trợ gì được cho chị, đó là câu chào của mình. Thì ở đây chị Như chị sẽ nói à em hồi trời sao chị đau bụng quá, chị lên ăn tại nhà bên em mà không biết sao mà bây giờ đau quặn cả ruột luôn, chị khó chịu hết sức. Đó là cái
bước đầu tiên thì các bạn tiếp nhận thông tin phần nào ha, tiếp nhận thông tin phần nào, các bạn phải xác nhận lại tên khách. Thưa chị Quỳnh Như, phải chị là chị Nguyễn Quỳnh Như, chị đang lưu trú tại phòng 701 đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn xác nhận sự việc ha. Vâng, như vậy là chị lên ăn tại nhà bên em, vậy hiện tại chị bị đau bụng đúng không ạ? Mình xác định lại sự việc ha. Và mình mời khách ra khu vực riêng. Dạ em xin phép mời chị sang khu vực này để mình tiện trao đổi ha. Thế là chúng ta mời khách sang khu vực riêng ha. Rồi, ở chỗ hỏi rõ và ghi chép một cách cẩn thận thì chúng ta hỏi cái gì? Thì chúng ta sẽ hỏi thứ nhất là khách ăn tại nhà hàng nào trong khách sạn của mình. Ví dụ nhà hàng mình có nhiều ví dụ khách sạn mình có nhiều nhà hàng đi ha. Thì chúng ta sẽ hỏi vâng, thì chị không biết là chị dùng điểm điểm tâm. Chị dùng xin lỗi chị, thầy xin lỗi tí xíu nha. Nếu mà khách nói rõ ràng luôn khách ăn buổi sáng thì chúng ta không cần phải hỏi lại là khách ăn điểm tâm tại điểm tâm ha. Nhưng mà nếu mà khách chỉ nói chung chung là khách ăn tại nhà hàng của mình thôi thì mình phải hỏi là khách ăn ở buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối ha. Thì chị chưa làm cho họ rõ thêm đó là chị ăn là ăn buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối tại nhà hàng bên em nha. Ví dụ khách nói à, chị ăn buổi sáng bên em, chị mới ăn vào sáng nay nè. Thì như vậy các bạn sẽ hỏi được một câu rồi ha. Câu thứ hai thì chúng ta sẽ hỏi là khách ăn tại nhà hàng nào. Vâng, thưa chị ăn tại nhà hàng nào bên khách sạn bên em. Mình cũng giả định đó là khách sạn mình nó có nhiều nhà hàng ha. Ví dụ các bạn biết có nhiều khách sạn 4 sao trở lên, 4 sao 5 sao nó có những cái tầng là executive floor ha. Những cái tầng này á, nó có thể bố trí á, ăn riêng cho khách. Ví dụ khách ăn riêng, khách nhân khách ở trong cái tầng executive floor á, là có khu vực ăn riêng, không ăn chung với lại những cái khách hàng khác ha. Rồi ví dụ nhà hàng mình có nhà hàng Á, nhà hàng Âu ví dụ vậy ha. Của khách Á là khách Âu có món ăn cái khẩu vị nó khác nhau cho nên người ta tách ra để người ta phục vụ thì chúng ta hỏi như vậy ha. Mình giả định là khách sạn mình có nhiều nhà hàng ha. Vâng, thưa chị Vũ Long cho em hỏi là chị ăn tại nhà hàng nào bên khách sạn bên em. Thế là chúng ta hỏi được cái câu thứ hai ha. Câu thứ ba thì mình sẽ hỏi cái những món ăn nào khách hàng đã sử dụng. Những món ăn nào khách hàng đã sử dụng. Ví dụ vâng, chị Vũ Long cho em hỏi là khi mà lên ăn sáng tại nhà hàng á, chị dùng những món ăn nào. Thì để làm chi? Để là chúng ta biết ha, chúng ta biết những cái món đó. Nhiều người các bạn biết là lên ăn những món rất là khó tiêu, ví dụ sáng sớm lên ăn bò viên nè ha, hủ tiếu bò viên, rồi ăn ra thêm chén tái ha, rồi ăn uống sữa giả ua ha, rồi ăn trái cây ha, rồi uống nước ép ha. Ví dụ tức là có nhiều người ta buổi sáng ta lên ăn rất là nhiều món, đặc biệt cái là trong vấn đề đó là cái tâm lý các bạn biết khách Việt Nam mình á. Khách Việt Nam mình á, đặt buffet á, ăn rất là nhiều, giống như là đã bỏ tiền ra rồi ha, không ăn uống đúng không ha? Cho nên người ta ăn quá sức, quá sức. Và các bạn cũng có đọc báo ha, các bạn thấy cũng số tình huống, giống như là khách Trung Quốc nè ha, giống như khách Trung Quốc, khách du lịch Trung Quốc á, khi mà qua Việt Nam đi đến các nhà hàng thì người ta buổi sáng á, người ta ăn, các bạn biết người ta tranh thủ người ta ăn để chi, để buổi trưa á, là tiết kiệm được buổi trưa cái này có bạn ha, sáng sớm lên ăn nhiều lắm, ăn cho nó no để buổi trưa đỡ phải đi ăn ha. Cái đó là cũng có ha. Bởi vậy ở đây chúng ta hỏi kỹ ha là cách dùng những món gì. Thì chị vui lòng cho em hỏi là khi mình ăn tại nhà hàng thì mình sử dụng những món nào ạ? Ví dụ khách nói những món à, chị ăn những món bún, hủ tiếu, phở, bánh canh ha, ví dụ vậy. Rồi thì giờ chúng ta xác định được món ăn. Với lại thêm một phần nữa các bạn ha, thêm một phần nữa thì trong khách sạn của mình thì bạn cũng biết là khi mà khách lên ăn á thì bên nhà hàng của mình người ta phải lưu một thực phẩm, người ta lưu một thực phẩm. Nhưng mà nếu mà sáng hôm đó đó có tới ba bốn khách lên, ba bốn khách mà phàn nàn, hai ba khách luôn ha, hai ba khách phàn nàn là ăn một cái món đó và bị đau bụng thì các bạn cũng phải coi lại ha, phải coi lại. Ví dụ khách lên ăn món bún mọc đi ha. Hai ba người ăn món cùng một món bún mọc mà người nào cũng báo là bị đau bụng thì các bạn cũng phải cân nhắc lại vấn đề đó là cái món bún mọc của mình nó có vấn đề nha. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta có tới 100 khách hàng ha, 100 khách hàng này á, là cũng ăn cái món bún mọc này, tại vì sáng sớm mình rao tới 100 tô là ha, thì mình thấy là khách dùng gần hết rồi, nhưng mà chỉ có một khách người ta dùng cái món này và người ta bị đau bụng thì có khả năng là cơ địa, ý nó là vậy ha, cho nên mình hỏi kỹ về chỗ đó.
À, sau khi mình hỏi khách dùng món nào rồi thì mình hỏi tiếp ha, cái triệu chứng của khách, thưa chị có làm cho em hỏi thêm cái triệu chứng mà chị đang gặp phải là mình đau lâm râm hay là đau hoàn từng cơn à? Thì các bạn cũng biết là thường thường ngộ độc thực phẩm thì nó sẽ đau hoàn, đau hoàn chứ không phải là đau lâm râm. Còn nếu mà chúng ta ăn chúng ta ăn mà cái cơ địa của mình á, nó bị bất thường ha, nó bị bất thường, thì chúng ta ăn một món ăn nào đó mà nó không hợp, nó khiến cho bạn đau lâm râm rất là khó chịu ha. Còn đau mà nó hoàn từng cơn từng cơn từng cơn, toát mồ hôi hột ha, kèm theo là run ha, kèm theo là nóng lạnh run sốt, thì có khả năng là nó bị ngộ độc ha. Cái đó là cái triệu chứng cơ bản ha. Sau khi mình hỏi cái triệu chứng cơ bản xong rồi thì chúng ta phải hỏi thêm ha, ngoài những món ăn này, ngoài những món tại nhà bên em, chị có dùng thêm món ăn nào khác bên ngoài nữa hay không? Tại vì các bạn cũng biết là có nhiều khách á, người ta đặc biệt là Việt kiều á, Việt kiều bị nhiều lắm. Việt kiều các bạn biết thầy hồi xưa này tiếp khách Việt kiều nhiều quá, thầy biết là người Việt kiều ở bên nước ngoài á, người ta ăn những món Âu nó quen rồi, đến khi về Việt Nam á, người ta thèm mấy món Việt các bạn, người ta thèm bún, thèm phở, thèm hủ tiếu, người ta thèm bánh 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 đôi nước, thèm chè thèm những cái món ăn của Việt Nam, cho nên về Việt Nam ta ăn cho nó đã. Bởi vì có nhiều người ăn xong bắt đầu là thấy là bị gì, rối loạn tiêu hóa, do là nó lạ, món nó lạ, cơ thể mình tiếp nhận không, nó bị phản ứng do một thời gian dài người ta không ăn những món đó. Bây giờ người ta ăn tự nhiên là cơ thể nó bị phản ứng ha. Giống như ăn bún riêu bỏ thêm mắm tôm ví dụ vậy ha, có những cái món đó khiến cho cái cơ thể mình nó dễ phản ứng. Thì chúng ta phải hỏi thêm tí xíu ha. Thưa chị, chị có làm cho hỏi thêm là chị có dị ứng một số loại thực phẩm nào nữa hay không ha. Để mình coi thử là những món ăn mà cách liệt kê ấy, nó có đúng có nó có một cái thành phần nào đó mà dị ứng. Ví dụ như người ăn bún mắm ha, bún mắm thì nó có cái đó là mắm ha, mắm giống như mắm cá linh này kia ví dụ vậy ha. Thì người ta nấu tại đáy nước, người ta làm thành bún mắm. Nhưng mà nhiều người ăn bún mắm ấy, thì không có biết là cái ở trong đó ha, trong đó nó có cái thành phần đó, cho nên người ta vô tình là ăn, cho nên cơ thể người ta phản ứng. Các bạn biết dị ứng cơ thể hoặc là phản ứng cơ thể ha, với một số loại thực phẩm nó có thể gây ra tình trạng đó là dị ứng rất là nặng, phải đi cấp cứu á. Cái này giờ chúng ta cũng biết rồi ha. Thì mình hỏi thêm cho đó nữa ha. Này thì sau khi mình hỏi kỹ cho đó rồi thì chúng ta tới cái chỗ đó là lắng nghe với sự quan tâm ha. Dạ vâng, em đã hiểu vấn đề của chị. Vâng, em đã nắm rõ vấn đề chị đang gặp phải rồi. Tỏ sự cảm thông ha, trấn an và giải thích thì mình cảm thông như thế nào. Vâng, thưa chị, em cũng biết là chị đến khách sạn để mình nghỉ ngơi, mình thư giãn, mình ăn uống, mà trong khi mình đến khách sạn mình ăn uống như vậy thì mình lại gặp phải vấn đề đó là cái ăn xong mình bị đau bụng, khiến cho là nó chị cảm thấy không được thoải mái nha. Cho nên em rất lấy làm tiếc và rất là cảm thông với lại cả cảm xúc của chị hiện tại. Rồi trấn an ha, trấn an thì chúng ta cũng phải nói khách yên tâm hết, nhưng mà chị yên tâm đi, bên em sẽ xử lý vấn đề này ngay cho chị. Mình giải thích ha, cái chỗ giải thích thì mình có thể là làm cho khách yên tâm. Các bạn biết tâm lý mà, tâm lý là rất là quan trọng. Các bạn biết trong nghiên cứu mà y khoa ha, người ta hay lấy một số đoạn số số người ha, người ta thử thuốc á. Các bạn nhớ, giống như vừa rồi là nghiên cứu về vaccine phòng ngừa covid ha, ở Việt Nam mình cũng có thử nghiệm. Các bạn nghe nói thử nghiệm vaccine covid thì người ta hay tiêm giả dược có nghĩa là sao? Tức là người ta cũng tiêm á, nhưng mà ta tiêm một cái loại chất vô hại của cơ thể mình, còn một số khác á, thì được tiêm cái loại vaccine để xem thử cái phản ứng cơ thể trong một nhóm đó như thế nào, gọi là giả dược, tức là giả giả tức là không phải thiệt đúng không ha, dược tức là thuốc. Thì ở đây cũng vậy các bạn ha, ở đây cũng vậy. Thì cái tâm lý khách hàng rất là quan trọng. Nhiều người á, người ta tiêm một cái loại giả dược nhưng mà ta nghĩ rằng người ta tiêm thuốc thiệt. Người ta tiêm thuốc thiệt cho nên người ta cảm thấy rất là yên tâm, rất là tâm lý, người ta rất là thoải mái, tại vì ta đã có cái đề kháng rồi. Nhưng mà thực tế không phải, để người ta coi thử cái phản ứng của cơ thể, để coi thử cái tâm lý này, cái đủ thứ hết ha. Thì ở đây cũng vậy ha. Các bạn biết là
có những cái tình huống là hiệu ứng đám đông cũng vậy ha, hiệu ứng đám đông. Ví dụ ăn một món xong tự nhiên một người kêu đau bụng, tự nhiên mấy người khác cũng cảm thấy mình bị đau bụng hiệu ứng đám đông, nhưng mà thực tế là chỉ có một người đau bụng thôi ha. Đó là hiệu ứng đám đông. Bởi vì mình ở đây mình có ngang người ta, mình giải thích người ta để người ta yên tâm. Thì chị thì bên khách sạn bên em á, sáng nay phục vụ khoảng trên 100 khách hàng, thì người ta cũng ăn những món ăn giống như chị vừa liệt kê. Thì đến hiện tại bây giờ thì em không có nhận được cái phản hồi nào, phản hồi từ khách hàng nào mà báo có tình trạng là người ta giống như tình trạng của chị. Bên cạnh đó thì sáng sớm nhân viên chăm sóc khách hàng bên em cũng lên nhà hàng thử món, lên nhà hàng tiếp khách và thử món, thì hiện tại bây giờ người ta cũng rất là khỏe. Cho nên là cũng có khả năng mà là chị bị rối loạn tiêu hóa. Tại vì mình không phải là bác sĩ nha bạn ha, mình không phải là bác sĩ cho nên là chúng ta không khẳng định được cái tình trạng bệnh tật của người ta. Cho nên mình chỉ nói là theo phán đoán của em, hoặc là mình nói là cũng có khả năng là chị bị rối loạn tiêu hóa, thì mình nói cũng có khả năng thôi chứ mình không nói là 100% là chị bị rối loạn tiêu hóa, tại mình không phải bác sĩ nha. Nên mình chỉ nói là giờ thì chị theo phán đoán của em á, thì cũng có khả năng là chị bị rối loạn tiêu hóa khi mình kết hợp một số món ăn nó không có hợp lý ha. Thì ở đây nè bạn nào nếu mà có thời gian ha, mình có thể giải thích thêm, ví dụ như là bên nhà hàng của mình đó là thường thường các bạn biết để hoạt động được nhà hàng thì nó có phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ha, phải có thẩm định từ các cơ quan chức năng, giống như bên sở y tế nè ha, người ta thẩm định cái hồ sơ của mình, thì trong đó các bạn biết cái giấy phép để mà giấy phép mà chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đó, người ta phải kiểm tra cái nguồn thực phẩm đầu vào, có nghĩa là nhà cung cấp của mình là ai, và nhà cung cấp đó phải có giấy chứng nhận để mà chứng nhận vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của người ta nữa. Ví dụ như là chúng ta nhập đá đi ha, nước đá đó các bạn thấy nước đá đúng không ha, thì cái đơn vị mà sản xuất nước đá người ta phải đăng ký với sở y tế về chất lượng cái sản phẩm dịch vụ của người ta, ví dụ người ta phải đi xét nghiệm cái nguồn nước để mà làm ra viên nước đá này, và cái nguồn nước này á là người ta phải xét nghiệm tại cái viện Pasteur ha, bên Pasteur người ta sẽ cử người xuống lấy mẫu ha, xong đem về người ta xét nghiệm, thì trong đó người ta cấp giấy chứng nhận ví dụ như đạt là không đạt cái chất lượng của nguồn nước để mà làm ra viên đá ha, như vậy. Nó có rất là nhiều cái khắt khe, ví dụ như là cái nguồn thực phẩm cũng vậy ha, chúng ta mua mua hàng từ cái đơn vị nào, nhà cung cấp nào, có hóa đơn chứng từ hay không, và nhà cung cấp phải rõ ràng chứ không phải là mình mua hàng trôi nổi ngoài chợ. Không phải là chúng ta ra chợ chúng ta mua đồ về chúng ta chế biến cho khách để khách ăn, mà chúng ta phải là có hợp đồng với lại bên chứ, ví dụ như có mắt đi ha, để cung cấp cái thực phẩm cho mình, tức là có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng. Ngoài ra các bạn trong khách sạn thì các bạn trong nhà hàng, một số bạn đi làm nhà hàng rồi nè, có ai nghe nói là quy trình 3 bước ha, quy trình 3 bước từ khi mà các bạn nhập ra vào, các bạn phải mở sổ theo dõi, mình nhập hàng vào mình phải mở sổ theo dõi ha, rồi xong mình lưu trữ ha, lưu trữ xong mình chế biến ha, chế biến rồi xong mình phải lưu mẫu thực phẩm ha, tất cả mọi thứ phải được ghi nhận lại hết ha. Đó là quy trình 3 bước rất là kỹ để mà chúng ta theo dõi cái chất lượng thực phẩm của mình. Nếu mà khách có ngộ độc gì đó ha, khách có vấn đề nào đó về sức khỏe ha, thì bên cơ quan chức năng á, người ta có thể lấy cái mẫu thực phẩm của mình để người ta kiểm tra xem thử đó là cái nguyên nhân do tại đâu ha. Nào. Bởi vậy thì chạy là chỗ giải thích ha. Vâng thưa chị, thì em cũng xin giải thích thêm á, là khách sạn của em á, để được hoạt động á, thì phải có cái giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế thành phố cấp, và để đạt được cái giấy này chị biết có rất là tụi em phải làm việc rất là chu đáo, rất là kỹ lưỡng, toàn bộ hàng hóa tụi em nhập vào á đều phải là có nguồn gốc rõ ràng ha, có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó tụi em tuân thủ cái quy trình 3 bước rất là kỹ, tụi em từ khi nhập hàng hóa vào đến khi lâu khâu lưu trữ, khâu chế biến và lưu mẫu thực phẩm tụi em cũng phải lưu lại hết, nếu mà khách có bất cứ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe đó thì cơ quan chức năng á, người ta sẽ lấy mẫu để kiểm tra ngay. Bởi vì chị yên tâm, cái quy trình làm việc bên em rất là chặt chẽ. Thì mình nói như vậy là khách cảm thấy yên tâm nữa, đúng là chắc là không phải do ngộ độc đâu, chắc là do cơ địa của mình. Tại sao 100 người ăn không ai bị, có mình bị đồ, bởi vì đồ ăn chắc không phải là do đồ ăn mà do mình thì yên tâm nha. Sorry.
Sorry các bạn ha, thầy ho lâu quá. Hôm qua thầy mới test covid, thầy mới test covid 2 lần rồi, thầy cũng chích ngừa rồi ha, thầy không có bị covid. Lớp yên tâm mà thầy không có lây qua khi mà nói chuyện ha, nhưng mà có điều là thầy bị viêm họng, thầy viêm họng hơi lâu, tại vì thầy không dám mua thuốc các bạn, giờ đi ra ngoài mua thuốc, giống như người ta kỳ thị ha, mua thuốc mà thuốc ho thuốc cảm. Nhiều chỗ nó không dám bán cho mình, nó bắt nó sợ mình lây covid. Cho nên là thầy không có thuốc uống ha, cho nên nó bị hơi bị nó bị hơi, hơi lâu một chút. Vậy thầy uống gừng á thầy nó hết ho hả? À sao em? Thầy lấy gừng á thầy đập dập xong thì pha với nước ấm á thì uống nó hết ho rồi. À vậy hả? Ok chắc thầy thử đi. Tại vì thầy nó có cái thói quen hơi xấu là thầy uống nước lạnh các bạn. Thầy uống nước lạnh thì thích uống nước đá. Mà mùa này nó nóng nữa. Đây nó nóng quá thành cho nên thầy uống nước đá thì nhiều. Cho nên chắc có lẽ là thầy bị viêm họng. À, thầy sẽ thử theo cách của em ha. Thì rồi cảm ơn em. Rồi tiếp tục ha. À, các bạn đưa ra lời xin lỗi ha, đưa ra lời xin lỗi của khách của mình. Thì chúng ta có thể xin lỗi như thế này ha. À dạ vâng. Thưa chị, em cũng rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào mà chị gặp phải trong quá trình lưu trú bên em ha. Hoặc là các bạn cũng có thể nói là thưa chị, chạy đến khách sạn bên em để chị nghỉ ngơi thư giãn, để mình sử dụng những cái món đặc sản, những món ngon bên khách sạn bên em. Nhưng mà khi mình sử dụng những món ăn như thế này là gặp phải vấn đề, đó là cái sức khỏe mình nó có bị trục trặc, bị vấn đề, bởi vậy nó làm gián đoạn cái thời gian nghỉ ngơi của chị. Cho nên em cũng rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào mà chị gặp phải trong trú ha. Rồi. Thì các bạn cảm ơn ha, các bạn cảm ơn. Vâng, em cũng xin phép được ghi nhận những góp ý của chị và cũng xin được cảm ơn chị vì chị đã thông báo sự cố cho bên em để bên em có cơ hội khắc phục. Ở chỗ cảm ơn nè, mình có thể nói thêm ha, nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể nói thêm. Thì mình cũng một phần mình nhận lỗi do nhân viên của mình không tư vấn cho khách cách kết hợp của món ăn. Bởi vì nhân viên mình trực tại nhà hàng thì người ta có xu hướng là người ta làm theo ý kiến của khách. Ví dụ như khách muốn ăn buổi sáng khách lên ăn một bít tết ha, kết hợp với lại một số loại nước ép. Thì các bạn biết món bò ha, món bò mà nó kết hợp với một số loại nước ép trái cây á, thì nó có thể nó tạo cái tủa ha, nó tạo cái tủa nó khiến cho cái cơ thể khó hấp thu ha, khó hấp thu. Bởi vậy các bạn thấy theo cách ăn uống mà người người Hoa ha, người Hoa người ta ăn á, nó rất là hợp lý. Ví dụ như sau khi ngủ một đêm rồi thì cái bụng mình rỗng, bụng mình trống rỗng do nó tiêu hóa hết đồ ăn rồi thì bụng mình nó trống nó lạnh. Cho nên các bạn thấy người Hoa khi mà ta lên ăn sáng là bao giờ người ta ăn, bao giờ người ta cũng ăn trước cái gì các bạn biết không? À đúng rồi, cháo. Đúng rồi ha, ta lên ăn cháo. Các bạn thấy là phục vụ khách mà khách Hoa luôn luôn phải có món cháo. Bạn nào làm quê thì biết rồi ha, luôn luôn có món cháo cho khách. Người ta lên người ta sẽ ăn một cái chén cháo trước ha, rồi ăn cháo xong rồi cho cái bụng nó nóng lên, ấm lên thì sau đó nó tráng, nó tráng bao tử á, nó tráng bao tử ha, nó làm cái bao tử mình trở nên ấm lên, và sau đó ta mới ăn những món khác, rồi mới ăn trứng, rồi mới ăn bò, mới ăn gà vậy tùy nha. Còn người Việt mình đó là có xu hướng là sáng sớm lên ăn gì biết không, sáng sớm lên là gọi lấy trứng món gì biết không, bạn nào đi làm buffet rồi, người Việt của mình đi ăn buffet thường thường lên tới nhà hàng cái lại đi lấy món gì trước, Cái món như là chả giò đồ này kia này. Người Việt của mình thường thường lấy món nước trước, món nước trước các bạn ha. Ví dụ lên trên một cái là phải đi kiếm cái chỗ lấy nước trước. Ví dụ ai mà nghiện cà phê á, mấy anh trai mà uống cà phê á, mấy khách nam mà hay thích uống cà phê đó thì phải lên phải lấy trước một ly cà phê đá. Một ly cà phê đá ha, một ly cà phê sữa đá. Còn cái chị nữ thì đi lấy nước nước cam nè ha, nước ép nè ha, là đi nước trước các bạn. Cái tâm lý không biết sao á, thầy đấy lên vòng lên một vòng cái là bắt đầu đi lấy nước trước ha, là bắt đầu mới đi kiếm mấy món khác. Uống nước trước thì các bạn biết nhiều khi đó, cái bụng mình nó lạnh mà các bạn uống một ly cà phê sữa đá vô thì bắt đầu là nó phản ứng rồi ha, hoặc là uống một ly nước ép trái cây vô là bắt đầu nó có phản ứng rồi.
ha, và kèm theo ăn những cái món khó tiêu ha, những món khó tiêu ví dụ giống như là bò bít tết mà loại mà chín tới thôi ha, chứ không có chín 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 quá là dai ha, ăn chín tới là chén tái ha, ăn tái ha, bò tái ha, ăn phở mà phở phải phở tái thì mới chịu, chín chín mà chín sơ sơ nha, chín mà thịt bò mà chín nó còn đỏ 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 ha, nó còn máu chứ còn không có ăn mà ăn ăn chín chín quá đúng không ha, chín tái mới chịu ha, ví dụ vậy. Hoặc là nhiều người ăn kết hợp tùm lum món à, kết hợp tùm lum thứ nào là hải sản này ha, nào là nước ép ha, nào là da u ha, ăn cho nó giống dạng cho nó đã ha, cho nên là các bạn biết đó, cái món ăn nó gây ra tình trạng sức khỏe rất là tồi tệ nếu mà người ta không biết cách kết hợp. Cái này là có thật, cái thầy là người mà trực tiếp trải nghiệm lúc trước các thầy lúc trước thầy đi qua Đài Loan, thầy đi Đài Loan các bạn biết đúng, thầy đi một cái tour của một công ty du lịch khá là nổi tiếng của thành phố mình ha, công ty du lịch khá là nổi tiếng, nhưng mà các bạn biết người ta kết hợp món không hợp lý, các bạn biết trời ơi, thầy đi ăn các bạn biết từ khi mà thầy qua bên Đài Loan bữa đầu tiên là thầy ăn bò rồi, sáng bò, trưa bò, tối bò, các bạn biết bò và bò liên tục bò liên tục lẩu bò ha, bò bít tết ha, rồi bò tái, bò ui trời, các bạn biết nó cho mình ăn bò liên tục các bạn, mà các bạn biết bò thì nó có cái nó có cái hàm lượng calorie rất khá là cao à, các bạn biết thầy ăn xong đến khi mà thầy về tới Việt Nam, đến khi mà thầy kết thúc cái hành trình đó là thầy bị bệnh à, tại vì thầy là bị cái gút thầy bị gút thầy bị gút à, thầy bị nhẹ thôi không bị nặng ha, thầy bị gút nhẹ thôi không bị nặng, mà nó qua đó nó cho mình ăn bò liên tục các bạn biết rồi, các bạn biết đến khi mà kết thúc hành trình đó là thầy chân thầy nó cứng luôn hay nó tê cứng luôn, nó đau đi không được luôn á, thì các bạn biết là cái món ăn là nó có gây ra cái hậu quả rất là cao đó, nó vậy ha à, thì thầy kể thêm ha, để sau này chúng ta có đi làm trong ngành dịch vụ ha, mình phải tư vấn, mình phải tư vấn cho khách đó, một số món ăn à, để cho nó phù hợp, chứ còn không đó là khách người ta không biết à, thậm chí những người trong ngành còn không biết nữa, cho khách ăn tùm lum món toàn món những món là, nó trùng lặp nhau nó rất là ngán à, các bạn không tin ha, các bạn không tin, các bạn sau này mà một số bạn lớn các bạn có tới độ tuổi lập gia đình ha, bạn tới độ tuổi lập gia đình thì bạn đi đặt nhà tiệc cưới ha, đi đặt tiệc cưới thì các bạn sẽ thấy tình trạng đó là nhân viên nhà tiệc cưới người ta đưa một số món ra cho các bạn chọn món á, các bạn không khéo á, các bạn chọn món các bạn sẽ gặp tình trạng như thế này nha, khai vị có tôm ha, khai vị là có tôm ha, mấy món chính cũng có tôm ha, nào là tôm cái gì tôm cháy tỏi ha, tôm hấp ha, tôm hấp dừa ha, rồi đến cái món cuối cùng món lẩu ha, cũng có hàng lẩu hải sản lại cũng có tôm, các bạn biết rồi cái đi ăn tiệc cưới mà có tôm từ đầu tới cuối luôn á, ở một số bạn cũng có đây ăn tiệc cưới rồi là chắc có kinh nghiệm đó. Mình ăn tiệc cưới mình thấy rồi cái gì cũng tôm à, xong món chính cũng tôm à, cuối món 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 lẩu cũng tôm nha, tôm 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 nó xuất hiện liên tục nó rất là ngán. À, bởi vậy là chúng ta phải tư vấn cho khách, ví dụ đã có đầu tiên phải có hải sản, ví dụ có thể có ví dụ có hải sản này ha, phải có bò, phải có gà, phải có heo ha, phải có cá, ví dụ trong một số món ăn tại cái chỗ nhà tiệc cưới mình nó phải có phối hợp một số món ăn giống vậy khách nó đỡ ngán ăn cá ăn gà ăn bò ăn heo, chứ ai lại vô món nào cũng tôm như vậy là chết luôn ha. Nhưng mà thật sự là có rất là nhiều cái nhà tiệc cưới các bạn nó không có tư vấn cho khách hàng cái chỗ đó ha. Cho nên là khách người ta cứ thấy người ta thấy món nào hay hay là hay món hay hay là à, người ta nghĩ là khách hàng sẽ thích món đó người ta gọi, nhưng mà không hình dung rằng cái món đó nó có nhiều cái món mà nó trùng hợp với những món trước à, ví dụ các bạn thấy lẩu hải sản mà đã hải sản rồi thì chắc chắn nó sẽ có những cái món nó trùng những món trước à, ví dụ như là gà hay xin lỗi ví dụ như tôm là chắc chắn phải có nè à, ví dụ cá là chắc chắn phải có, nó trùng những cái món ăn mà trước đó ta ăn rồi, như vậy ta rất là ngán à. Rồi sorry các bạn ha, tại nghe từ điện thoại tí.
Rồi sau đây các bạn ha, thì kẻ có quyền điện thoại đi xíu. Như vậy là chúng ta nhớ là chúng ta phải tỏ sự cảm thông ha, trấn an và giải thích ha, và sau đó mình đưa ra lời xin lỗi ha. Rồi và các bạn cảm ơn sự góp ý thông báo sự cố của khách. Để cơ hội để khách sạn mình có thể là có cái cơ hội để khắc phục. Rồi mình ở đây mình có thể nói thêm là mình có thể rút kinh nghiệm ha, mình rút kinh nghiệm. Vâng, thưa chị, em cũng xin phép cảm ơn chị vì chị đã góp ý bên em để bên em rút kinh nghiệm trong vấn đề đó là tư vấn các món ăn cho khách hàng khi mà khách người ta khi mà khách yêu cầu món để tránh trường hợp đó là khách hàng người ta phối hợp các món ăn nó không hợp lý dẫn tới tình trạng đó là rối loạn tiêu hóa. Đây, các bạn đề xuất giải pháp ha, đề xuất giải pháp thì rõ ràng ở đây khách mình bị đau bụng thì mình phải hỏi thử khách cần hỗ trợ về mặt y tế hay không ha. Ví dụ chúng ta có thể hỏi như thế này, thì chị có cần bên em hỗ trợ về y tế cho chị giống như là gọi bác sĩ đến khám hoặc là đưa chị đi bệnh viện để khám bệnh hay không. Đó là mình hỏi hỏi câu đó trước ha. Thì thường thường đó các bạn, thường thường á, trong thực tế trong bên trong khách sạn nếu mà trường hợp mà khách mà ta đòi gọi bác sĩ hoặc là đến bệnh viện thì chúng ta phải tùy theo quy định khách sạn, có những nơi nó liên kết với lại các phòng khám ha, hoặc là có những nơi nó có chính sách chăm sóc khách bằng cách là khách bị bệnh là sẽ có người đến khám và có bác sĩ đến khám và miễn phí ha. Nhưng mà có một số nơi thì nó không có chính sách đó, khách người ta định muốn bác sĩ đến khám phải tự trả chi phí, phải trả tiền ha. Hoặc nếu mà khách đi bệnh viện thì cái chi phí khách phải tự túc, ngoại trừ trường hợp đó là lỗi rõ ràng từ phía khách sạn. Ví dụ như rõ ràng luôn là khách bị ngộ độc thực phẩm ha, và có xác minh, và có xác minh từ phía cơ quan chức năng là cái món ăn của mình nó có nhiễm một số cái vi khuẩn nào đó ha, khiến cho khách bị ngộ độc ha, thì khách sạn mình phải chịu cái chi phí đó ha. Bởi vậy là chúng ta phải hỏi khách là khách có cần hỗ trợ y tế hay không ha. Nhưng mà để mà ráp khi mà chúng ta ráp tại quầy á, thì các bạn nhớ ha, các bạn nhớ cái kịch bản, nhớ kịch bản nha. Tại vì ở đây á, mình chạy mình thi á, thì có 7 phút thôi ha, mình chạy mô phỏng, mình chạy mô hình mà để mình thi ha, cho nên là chúng ta chỉ có 7 phút để chúng ta thi, và sau đó chúng ta có 3 phút chúng ta ghi sổ hoàn tất các thủ tục
và để xuống chấm điểm, để giám khảo chấm điểm ha. Ừ, cho nên các bạn nhớ là các bạn làm thế nào thì cái kịch bản của mình nó phải gọn nhất có thể ha. Cho nên mình sẽ giả định tình huống ở đây là khách người ta không có yêu cầu là đi bệnh viện ha. Tại vì nếu mà đi bệnh viện nữa là các bạn phải báo cho ban giám giám đốc á, báo cho lãnh đạo á, chứ còn không có tự tiện mình gọi xe này kia đưa khách đi bệnh viện rồi vô ra chăm người ta, rồi vô đó khách có khách vấn đề này kia rồi về thanh toán hóa đơn này kia thế nào, đúng không ha? À, cho nên là chúng ta ra kịch bản luôn ha, để mình chạy thì mình hỏi khách có cần hỗ trợ y tế hay không thì khách nói không, mà anh chị cảm thấy là hơi rêm rêm đó, cho nên là chắc không cần phải gọi bác sĩ. Rồi thì bây giờ mà mình sẽ mời khách về phòng nghỉ ngơi, và sau đó đó mình sẽ yêu cầu ha, mình sẽ nói với khách đó là mình sẽ yêu cầu bên chỗ nhà hàng ha, mang cho khách một chén cháo nóng ha, một chén cháo đứng cháo gừng á, cháo gừng ha, kèm thêm một ly trà gừng để khách uống ha. Khách uống cái ly trà gừng này thì các bạn biết trong gừng á, nó có một cái dược chất, một số dược chất nó khiến cho cái bao tử của khách nó trở nên là nó ấm hơn, nó giúp nó đẩy lùi cái cơn đau bụng của khách. Rồi cháo gừng cháo nóng cũng vậy ha. Cháo nóng thì mình sẽ bỏ một số tiêu ha, một số hạt tiêu, kèm với là một số gừng mình sắc lát ha, nhỏ 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 vào trong đó, để cho khách người ta dùng ha. Rồi. Đồng thời mình có thể yêu cầu ha bên chỗ bộ phận phòng mình yêu cầu bên bộ phận phòng ha, mình yêu cầu bên bộ phận phòng người ta mang cho khách một cái một số loại thuốc ha, một số loại thuốc, thuốc này á, thì chúng ta có sẵn trong tủ thuốc của khách sạn của mình, khách sạn mình nó hay có một số loại thuốc thông dụng các bạn ha, loại thuốc thông dụng mà không cần phải kê đơn của bác sĩ ha, thuốc ví dụ thuốc đau bụng này ha, các loại băng gạc để cầm máu này ha, các loại thuốc thông thường thôi ha, mà các loại thuốc này không cần phải kê đơn bác sĩ ha, mình có thể mang lên cho khách, kèm theo một chai dầu nóng để khách có thể sử dụng ha. Đó, đó là một số giải pháp ha. Thì đáp ý ở đây thầy sẽ nói như thế này. Ví dụ thầy ví dụ bạn Tiết Như đi ha, bạn Tiết Như là khách đi ha, thưa chị Tiết Như ạ, bây giờ thế này chị ha, em cũng xin đề xuất một số giải pháp như thế này, bây giờ là em mời chị về phòng nghỉ ngơi, sau đó em sẽ liên hệ bên chỗ bộ phận nhà hàng, để người ta mang đến cho chị một cái tô cháo nóng, kèm theo là một cái đi trà gừng, thì chị cũng biết là gừng nó có cái dược chất nó giúp cho cái bao tử của mình nó trở nên ấm hơn, nó sẽ đẩy lùi cơn đau bụng của chị. Bên cạnh đó thì bên chỗ bộ phận phòng của em á, người ta có tủ thuốc y tế, trong đó nó có một số loại thuốc thông dụng, có thể là giúp chị để kèm lại cơn đau bụng, thì em cũng sẽ yêu cầu bên bộ phận phòng mang lên cho chị kèm theo một cái chai dầu nóng để chị sử dụng. Như vậy chị có đồng ý với lại cái đề xuất của em hay không ạ? Như vậy mình để đề xuất trà gừng ha, cháo nóng ha, dầu ha, thuốc, rồi khách ok, khách đồng ý ha. Rồi chúng ta sẽ hỏi khách cần hỗ trợ gì thêm nữa không? Dạ vâng ạ, ngoài vấn đề này chị cần em hỗ trợ gì thêm nữa hay không? Dạ vâng ạ, vậy thì em mời chị về phòng nghỉ ngơi ạ. Rồi các bạn thực hiện giải pháp cách chọn ha, bằng cách mình gọi. Thì đầu tiên á, mình sẽ gọi cho bên bộ phận phòng, tại vì bộ phận phòng á, là cái bộ phận mà gần khách nhất ha, nhanh nhất, để mà hỗ trợ khách. Thì mình gọi cho chị Giang ha, chị Giang bộ phận phòng, để chị Giang lên hỗ trợ khách. Dạ em chào chị Giang, em Thắng bộ phận lễ tân. Dạ thưa chị, có chị vừa rồi có chị Huỳnh Như, chị Tuyết Như ở phòng 701, chị vừa xuống chị ba phản ánh là cái chị ăn sáng tại nhà và chị bị đau bụng, thì em có mời chị về phòng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ chị vừa làm nó mang thêm một số loại thuốc trong tủ thuốc loại thuốc trị đau bụng trong tủ thuốc y tế của mình, lên cho khách sử dụng, và đồng thời chị nhờ mang thêm một đi một 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 cái chai dầu nóng nha chị, để cho khách người ta sử dụng. Em cũng có báo bên chỗ nhà hàng, mang xuống cho khách một ly trà gừng, một tô cháo nóng. Chị nhớ chăm sóc khách chu đáo giùm em, có bất cứ tình trạng, có bất cứ tình hình về sức khỏe nào của khách hàng chị vui lòng báo giùm em để em hỗ trợ khách nha. Thì như vậy là chúng ta đã báo cho bộ phận phòng rồi, thì bây giờ mình gọi cho nhà hàng nhé. Nhà hàng thì mình nhớ là cái tô cháo nóng nè với là trà gừng là miễn phí ha. Dạ em chào anh Hùng, em Thắng bộ phận lễ tân.
À, dạ vâng, à, vừa rồi là có chị Tuyết Như ở phòng 701, chị xuống báo là cái sáng nay chị ăn sáng tại nhà hàng trên tầng 7 của mình, và chị bị đau bụng. Thì em đã yêu cầu bên bộ phận phòng mang thuốc với mang dầu lên cho chị rồi, thì anh vui lòng chuẩn bị giúp giùm em một cái tô cháo nóng kèm theo ít gừng và một cái ly trà gừng để mang xuống cho khách, để khách người ta sử dụng. Cái chi phí này là miễn phí nha. Có gì anh có thể chuyển chi phí tiếp khách vào quầy để tăng giúp cho mẹ. mình báo nhà hàng là miễn phí cái chi phí đó cho khách. Rồi, sau đó đó thì chúng ta tới cái bước là chúng ta kiểm tra mức độ hài lòng ha, kiểm tra mức độ hài lòng. Thì ở đây các bạn có thể giả định một tình huống đó là tổ phòng gọi xuống báo là tình hình sức khỏe khách đã ổn hơn gì đó cũng được ha, hoặc là mình bỏ qua bước này luôn, mình chạy thẳng lên là mình sẽ gọi thăm khách luôn. Tại vì thường thường đó, đối với trường hợp mà khách người ta bị bệnh á, thì bắt buộc các bạn phải gọi hỏi thăm, chứ không phải là mình phải cần một sự thông báo nào đó từ bộ phận phòng hết, là chúng ta phải hỏi thăm khách luôn, cho dù khách khỏe hơn hay là tình hình hay là sức khỏe của khách không được tốt gì đó ha, chúng ta cũng phải gọi điện thoại lên phòng để chúng ta hỏi thăm khách ha. Giờ thưa chị Như, em thắng bộ phận lễ tân à. Vừa rồi chị có báo là cái tình trạng sức khỏe chị không tốt, chị bị đau bụng sau khi ăn chị ăn tại nhà bên em, thì bên em đã cho người hỗ trợ mang thuốc lên cho chị, cũng giống như mang trà gừng và cháo nóng. Thì không biết là sau khi mình dùng xong những món đó thì chị cảm thấy sức khỏe của chị như thế nào ạ? Dạ vâng, như vậy tốt hơn đúng không chị? Dạ vâng, em cũng rất là đáng tiếc và xin lỗi chị. Thì em cũng xin gửi chị một cái voucher spa để mình sử dụng á. Thì cái voucher spa này á, sau khi mà chị khỏe xong á, chị lên trên tầng 10 của tòa nhà, chị có thể sử dụng. Thì trong đó nó có một số cái gói trị liệu, nó sử dụng các loại tinh dầu thiên nhiên, nó giúp cho cơ thể mình có thể là thanh lọc lại, nó làm cho chị khỏe hơn sau khi mà mình bị đau bụng như thế này đấy chị. Mình nên chị sử dụng cái gói trị liệu này, nó rất là có lợi cho sức khỏe của chị. Dạ vâng, như vậy chị đồng ý đúng không ạ? Ở đây thì mình cũng lưu ý ha, khi mà mình tặng thêm những cái chi phí, những cái dịch vụ khác cho khách, thì mình tránh mình sử dụng những cái món mà nó khiến khách cảm thấy không an tâm. Ví dụ như khách đã bị đau bụng rồi mà chúng ta tặng khách giỏ trái cây, mới bị đau bụng xong mà ăn trái cây thì người ta cảm thấy không yên tâm đúng không ha, đau bụng xong mà ăn trái cây nữa ha. Thì các bạn có thể tặng khách những cái gói trị, những cái voucher spa để khách có thể trị liệu. Để mà các bạn biết là cái spa massage nó có những cái có những cái ví dụ sauna, steam bath, khách lên đó khách có thể xông hơi nè ha, khách có thể là sử dụng đá nóng ha, khách có thể là giúp cái cơ thể mình nó thải độc. Ví dụ các bạn biết lên xông hơi mà cơ thể mình nó sau khi một mình bị bệnh thì cơ thể mình nó sẽ tạo ra những cái độc tố ha. Thì khi mà khách lên trên đó thì khách sử dụng cái gói trị liệu đó ha, khiến nó thải cái độc tố rất là nhanh, giúp cho khách trở nên sảng khoái hơn, để khách có thể sử dụng, khách có thể lưu trú tại khách sạn của mình và sử dụng những cái dịch vụ của mình đang có ha. Rồi. Rồi, như vậy là sau khi các bạn gọi điện thoại hỏi thăm xong ha, thì giờ chúng ta chỉ việc là chúng ta ghi số giao ca là xong ha. Ghi số số giao ca thì mình cũng lưu ý ha, ví dụ chúng ta ghi như thế này. Lúc 10 giờ 30 phút chị Mai Thị Tuyết Như phòng 701, chị Mai Thị Tuyết Như phòng 701 xuống các bạn có thể đi xuống nhà, có thể đi xuống.
Sorry các bạn ha, thì bên địa phương này tôi xuống thầy đã làm danh sách đang làm danh sách gì không biết, cho nên là chính quyền địa phương xuống hỏi về thông tin đăng ký ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi bây giờ thầy mời một bạn ha, giúp giùm thầy để làm partner để thầy chạy lại cái tình huống này từ đầu tới cuối luôn ha. Lấy xuống không không? Em thầy. Rồi mời em ha. Rồi em tên gì? Dạ em tên Ngô Lệ Uyên N39 ạ. Rồi Ngô Lệ Uyên N39 ha. Dạ. Rồi bạn Ngô Lệ Uyên N39. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta sẽ đáp tình huống đó là cách bàn nào về vấn đề đó là cái ăn bị đau bụng ha. Dạ. Uyên em có thể hỗ trợ gì được cho chị ạ? Dạ anh ơi em mới dùng bữa sáng trên nhà hàng bị đau bụng ạ. À chào Phan, xin lỗi phải chị là chị Ngô Lệ Uyên, chị đang lưu trú tại phòng 701 đúng không chị? Dạ đúng rồi. À dạ vâng, như vậy mình ăn tại nhà hàng anh em và hiện tại chị bị đau bụng đúng không ạ? Đúng rồi ạ. À dạ vâng, chị vui lòng mời em vui lòng mời, xin lỗi chị, em xin phép mời chị sang khu vực này để mình tiện trao đổi ạ. À dạ. À dạ vâng, chị vui lòng cho em hỏi rõ thêm á là mình ăn sáng tại nhà hàng nào bên khách sạn bên em ạ? Em ăn sáng tại lầu 10 tại nhà hàng New World anh. À lầu 10 chị ha. À mình mới ăn về sáng nay luôn đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. À dạ vâng, mình ăn lúc khoảng mấy giờ chị? Em ăn tầm lúc 8 rưỡi anh. Dạ 8 giờ 30 phút sáng chị ha. À dạ, dạ vâng. À với lại chị cho em hỏi rõ thêm á là khi mình lên ăn á mình dùng những món nào ạ? Em dùng món súp dạ, món salad. Dạ salad. Với một ít cá hồi À sống. cá hồi mình có dùng món nước nào nữa không chị? Em có dùng thêm phở anh. À mình dùng phở với lại cái nước uống á, chị có uống cà phê hay là trà hay là sử dụng những món nước ép hay không ạ? À không, em chỉ uống sữa tươi thôi ạ, sữa À trắng sữa nha. tươi chị ha. Dạ vâng, như Dạ. mình dùng cái súp salad cá hồi phở và sữa tươi. À dạ vâng. À chị vui lòng cho hỏi thêm á là cái tình trạng sức khỏe của mình á hiện tại mình cảm thấy bị đau bụng á, là đau bụng từng cơn hay là đau quặn hay là nó đau lâm râm thế ạ? Em bị đau râm râm ạ. À? Dạ vâng. Thì ngoài những cái vấn đề này thì chị có vấn đề nào khác về sức khỏe của mình hay không chị? Em cảm thấy là lâu lâu bị đau đầu nữa. À dạ vâng, bị đau đầu. Dạ vâng, mình đi đâu. Dạ vâng. Với lại là chị có dị ứng với lại cái là thực phẩm nào không, hay không ạ? À, dạ em không có dị ứng thực phẩm nào hết anh. À mà không dị ứng thực phẩm chị ha. À với lại không biết là ngoài những món này á thì chị có dùng món nào khác bên ngoài nhà hàng bên em hay không ạ? À, dạ không ạ. À dạ vâng. À với lại chị vui lòng cho em hỏi thêm á là những ngoài những cái vấn đề này á, thì cái tình trạng sức khỏe của chị nó có bất thường nào khác mà chị có thể báo giúp giùm em để em có thể hỗ trợ cho chị hay không ạ?
Dạ hiện tại thì em chỉ có đau bụng với hơi đau À, đầu thôi bụng đau đầu à, nhưng mà chỉ có đau bụng và đau đầu chứ mình không có thêm tình trạng nào khác chị ha. Dạ vâng, dạ em rất là hiểu và rất là cảm thông với chị. Đồng thời để chị em cũng mong chị yên tâm là bên em sẽ xử lý vấn đề này ngay, để chị không phải bị thiệt thòi. Đồng thời em cũng xin chị một giải thích một số cái tình trạng như thế này chị ha. Thì hiện tại bên khách sạn bên em là có khoảng hơn 100 khách hàng tại lưu trú. Thì sáng nay á có cũng trên 100 khách lên ăn sáng tại nhà hàng bên em. Thì người ta cũng dùng những cái món giống như chị vừa liệt kê, ví dụ người ta dùng súp nè, xà lách nè, cá hồi, ha, phở, sữa tươi. Nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn chưa có nhận được bất cứ một cái thông tin nào từ phía khách hàng báo rằng người ta có những vấn đề sức khỏe tương tự giống như chị. Đồng thời đấy chị, bên nhân viên bên em á, đặc biệt là bên chỗ bộ phận chăm sóc khách hàng á, thì sáng nào người ta cũng lên trên nhà hàng để người ta thử món cũng giống như người ta chăm sóc khách trên đó. Thì đến bây giờ thì cũng rất là khỏe, không ai có gặp vấn đề là về vấn đề sức khỏe giống như chị vừa mô tả. Thì theo cái phán đoán của em á, là cũng có khả năng á, là mình bị rối loạn tiêu hóa. Thì tại vì chị cũng biết á, là khi mà mình kết hợp một số món ăn đó chị, buổi sáng sớm á, thì chị nên dùng một số món nóng trước, rồi sau đó mình hãy dùng một số món món nguội. Tại vì một số món giống như cá hồi nè, cá hồi bên em là đó là cái loại mà cá hồi tươi, mình chế biến giống như món sushi đó chị. Mình ăn cá hồi á, mà mình uống với sữa tươi á, thì nó dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa lắm đó chị ạ. Dạ vâng. Nhưng mà cho dù chị bị cho dù bất cứ lý do nào mà chị gặp phải trong quá trình lưu trú bên em, đây là lỗi từ phía bên em, cho nên em cũng rất là tiếc và thành thật xin lỗi chị vì bất cứ sự bất tiện nào mà chị gặp phải trong quá trình lưu trú. Đồng thời em cũng xin phép được cảm ơn chị vì chị đã thông báo kịp thời bên em, để bên em có thể có cơ hội khắc phục. Và đồng thời em cũng xin ghi nhận cái sự góp ý này để bên em báo với bên chỗ bộ phận nhà hàng, đặc biệt là một số anh em mà tao trực tiếp phục vụ khách á, khi mà người ta tư vấn món ăn cho khách thì người ta phải tư vấn cách kết hợp các món ăn với nhau để tránh trường hợp đó là khách bị rối loạn tiêu hóa giống như thế này. Dạ vâng, thưa chị, em cũng xin đề xuất giải pháp, một số giải pháp cho chị. Thì không biết là chị có cần với em gọi bác sĩ hay đến khám chị, đến khám hay là đưa chị ra bệnh viện, hỗ trợ cho người chị đưa chị ra bệnh viện để khám bệnh hay không ạ? Dạ có gì mình gọi bác sĩ tới giúp em nha. Vâng, như vậy mình cần bác sĩ đúng không ạ? Dạ vâng, Đúng vậy rồi ạ. thì bây giờ trong trong thời gian mình chờ đợi bác sĩ đó chị, thì bên em muốn cũng có một số giải pháp, đó là tụi em sẽ cho bên chỗ bộ phận phòng lên trên phòng chị để hỗ trợ chị. Thì trong cái tủ thuốc y tế bên em nó có một số loại thuốc trị đau bụng thông thường để giúp mình có thể làm hạ cái cơn đau bụng. Bên cạnh đó đó, tụi em cũng có dầu nóng nữa để chị có thể sử dụng. Đồng thời đó, em cũng ngay lập tức yêu cầu bên chỗ nhà hàng á, người ta sử dụng người ta mang xuống cho chị một ly trà gừng với một tô cháo nóng. Thì cái trà gừng á chị, nó có cái dược tính rất là tốt để nó giúp cho mình có thể là hạ cơn đau bụng. Như vậy chị có đồng ý với cái giải pháp bên em hay không ạ? Dạ được ạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì em mời chị về phòng nghỉ ngơi. Ngay lập tức sẽ có người lên hỗ trợ chị ngay nha. Dạ Em được mời chị. Dạ vâng. Dạ em chào chị Giang và em Thắng bộ phận lễ tân. Dạ vâng, dạ thưa chị, vừa vừa rồi á là có chị Lý Uyên ở phòng số 701, thì chị xuống là chị phàn nàn là cái sáng nay là chị ăn sáng tại nhà bên mình thì chị bị đau bụng. Thì em có mời chị về phòng nghỉ ngơi, với lại là tí xíu nữa sẽ có bác sĩ đến khám. Thì bây giờ chị có làm mang giúp dùng một cái chai dầu nóng kèm theo một ít thuốc trị đau bụng thông thường của mình đó chị, để chị sử dụng trong thời gian là chờ đợi bác sĩ. Với lại em cũng có yêu cầu bên nhà hàng mang xuống trà gừng với lại cháo nóng. Thì chị nhớ là hỗ trợ khách giúp giùm em. Nếu mà khách có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe thì chị có lòng báo trước để bên em hỗ trợ khách ha. Dạ vâng. Dạ em chào anh Hùng, em Thắng bộ phận lễ tân. Dạ vừa rồi thì em có nhận được cái thông báo từ phía khách hàng của mình, đó là chị Ngô Lê Uyên ở phòng 701. Thì chị xuống chị báo đó là cái báo là chị bị đau bụng sau khi chị ăn sáng tại nhà hàng lầu 10 của mình, và chị ăn sáng lúc 8 giờ 30 phút sáng ra, thì bây giờ là gần 11 giờ thì chị bị đau bụng đó. Chị báo là nó bị đau từng nó đau 5 năm á. Thì tình trạng này cũng có khả năng là khách bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mà anh vui lòng là cho người mang cho khách một ly trà gừng cộng với một tô cháo nóng để khách có thể sử dụng nha. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Anh nhớ là xin lỗi anh nhớ là cái chi phí tiếp khách á, là mình miễn phí hoàn toàn nha. Anh có thể chuyển chi phí tiếp khách vào quầy để tăng giúp cho em.
À, dạ cảm ơn anh. À, dạ em chào chị Quý nha, em thắng bộ gọi từ bộ phận lễ tân. À, giờ thưa chị, vừa rồi thì chị có báo là bị đau bụng, bên em đã cho người mang trà gừng và cháo nóng lên cho chị rồi, thì không biết bây giờ mình cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình như thế nào ạ? À, dạ em đỡ hơn rồi ạ. À dạ vâng, không biết mình đã có dùng thuốc trị đau bụng chưa ạ? Dạ em dùng luôn rồi ạ. À dạ vâng, à dạ vâng, như vậy là tình trạng mình mà tốt hơn rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi anh. À dạ vâng, à dạ thưa chị, thì em cũng rất là làm tiếc và cũng rất là xin lỗi về bất cứ sự bất tiện nào mà chị gặp phải. À, bên cạnh đó đó chị, thì em cũng xin gửi tặng chị một cái voucher spa. Thì cái voucher này đó là một cái voucher nó trị liệu tại trên chỗ tầng 15 của tòa nhà. À, thì khi mà chị khỏe đó, chị có thể lên trên tầng 15 để mình sử dụng cái gói trị liệu này. Thì gói trị liệu này á, là cái gói mà có giúp cơ thể mình thanh lọc và nó thải những cái độc tố đó chị. Thì sau khi mà chị bị đau bụng á, chị lên trên đó chị sử dụng gói trị liệu này rất là có lợi cho sức khỏe của chị. À, như vậy chị có đồng ý hay không ạ? Dạ em đồng ý À dạ vâng, à một lần nữa ạ. thì em cũng cảm ơn chị và em xin phép chào chị, nếu mà chị có gặp bất cứ vấn đề nào chị có thể làm liên hệ trở lại, em tin Thắng rất là người hỗ trợ chị. À, dạ xin chào chị ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. À. Rồi như vậy là chúng ta xong ha. Rồi, chúng ta ghi sổ vô ca ha, lúc 10 giờ. À ví dụ chúng ta ghi lúc 11 giờ ha. Nhà chị Ngô Lê Uyên, phòng 701, phòng 701 xuống Tiếp Tân. Phần nào về vấn đề là khách ăn tại nhà hàng bị đau bụng ha. Nhà khách ăn tại nhà hàng 10 lúc 8 giờ 30 phút. À, các món ăn khách dùng là súp này, salad này, cá hồi, phở, sữa tươi ha. À, sau khi làm việc với khách thì Tiếp Tân phán đoán là có khả năng là khách bị rối loạn tiêu hóa ha. À, Tiếp Tân đã hỏi ý kiến khách và khách yêu cầu là gọi bác sĩ đến khám cho khách. Tiếp Tân đã liên hệ với chị Giang, trưởng bộ phòng phòng, mang dầu và thuốc trị bụng thông thường lên phòng để hỗ trợ khách. Đồng thời anh yêu cầu anh Hùng, trưởng bộ phận nhà hàng, mang cho khách một ly trà gừng và một tô cháo nóng miễn phí. Đến 11 giờ 30 phút, Tiếp Tân đã gọi điện thoại lên phòng để hỏi thăm thì tình trạng sức khỏe khách đã ổn và khách đã hài lòng với cách xử lý của khách sạn. Nhân viên xử lý ha, ký và ghi rõ họ tên là Phạm Thành Thắng. À, như vậy là chúng ta xong rồi, thì thầy ghi điểm cho bạn Ngô Lệ Uyên ha. Bạn Ngô Lệ Uyên đã hỗ trợ thầy để mà chúng ta chạy quy trình ha. Này, 0.5 rồi, bây giờ thầy sẽ mời một bạn xung phong ha, là chúng ta thử chúng ta chạy lại quy trình này. Chúng ta chạy lại quy trình này với tình huống này luôn ha, tình huống này luôn. Có ai xung phong không? Rồi các bạn dành khoảng chừng 5 phút đi ha, mình tự mình lẩm nhẩm mình ráp lại coi thử cách mà chúng ta nói chuyện, cách mà chúng ta xử lý ngôn từ ha, cách mà chúng ta phối hợp từng bước như thế nào cho nó phù hợp ha. Thì sau 5 phút thì thầy sẽ mời một bạn ha. Thì như vậy là chúng ta từ đây đến 11 giờ 30 thì chúng ta còn 30 phút. Như vậy là chúng ta, nếu mà chúng ta chạy ổn thì chúng ta sẽ chạy được ba bạn đó ha. Cho nên là chúng ta chuẩn bị đi xung phong nhé. Rồi các bạn tự ha, các bạn tự lẩm nhẩm chút xíu ha để chúng ta đặt. Sau 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thầy ơi, thầy Sorry em, thầy nghe đây. dạ thầy ơi, hôm qua thầy chưa ghi điểm cho em á thầy. À em tên gì? Ngô Lệ Uyên á thầy. À, Ngô Lệ Yên chưa 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 ghi điểm hả? À, Dạ bữa hôm nào? dạ hôm qua thầy. À để thầy tí nha, Dạ. hôm qua thầy cho em bao nhiêu điểm? Dạ cho 0,5 mà thầy. Ok. À, có thể là do thầy thoát mà thầy quên lưu ha. À, cho nên nếu mà ai coi điểm ở đây mà chúng ta thấy thiếu, chúng ta bảo thầy. Ở đây thầy hình như thầy chưa sum á, đúng không ha? Dạ vâng ạ.
Rồi, bây giờ có ai đáp được chưa? Mai Xuân Phong. Em thử đúng thầy. À, được, được, thoải mái ha. Rồi, em tên gì? Dạ, Lê Anh Quang, N39. Rồi, bạn Lê Anh Quang, N39 ha. Rồi, mời bạn Quang. Dạ, em xin chào anh Thắng. Em có thể giúp gì được cho anh Thắng? Em ơi, sao biết ở nhà bên em làm đồ ăn gì đâu mà anh ăn bị đói bụng quá. Anh mới lên ăn sáng nay giờ bụng đau quặn hết trơn. Trời đất ơi, bên em chất lượng đồ ăn kém quá. Dạ, anh bằng phép cho em hỏi là anh là Phạm Thành Thắng đang lưu trú tại phòng 304 đúng không anh? Ừ, đúng rồi, Thắng 304. Dạ, hiện tại anh Thắng đang gặp vấn đề là mình bị đau bụng khi ăn sáng tại nhà hàng của bên em. Đúng rồi. Đúng rồi, anh ăn sáng bên em bây giờ bị đau quá trời. Dạ vâng, em xin mời anh sang khu vực riêng để tiện trao đổi. Rồi, ok. Dạ thưa anh vui lòng cho em hỏi là khi mình ăn sáng tại nhà hàng bên em mình đã ăn những món ăn nào vậy? Anh lên bên em á, lên nhà hàng em á, anh ăn một tô bún bò, rồi anh ăn trái cây, ăn bánh mì pizza. Với lại anh uống một ly cà phê sữa đá. Sáng nay mình chỉ sử dụng thức ăn và thức uống bên nhà hàng bên em thôi đúng không anh? Đúng rồi, anh ăn bên nhà hàng bên em thôi, đồ ăn bắt rồi mình ăn đâu ăn bên ngoài chi đâu. Hiện tại thì mình sử dụng nhiều thức ăn và thức uống cùng một lúc á, thì em nghĩ mình đang bị hơi khó tiêu hóa thôi. Thì không biết á là mình cảm thấy trong người như thế nào anh? Anh thấy nó mệt lắm, bụng anh nách mà nó đau lắm, nó đau bụng mà lâm râm ấy, lâu lâu nó quặn quặn nữa. Dạ, thì hiện tại bên em đã
có thêm thuốc trị đau bụng và trị tiêu hóa thì bên em sẽ hỗ trợ mang thuốc lên cho mình và kèm theo dầu cho mình được không anh? Thuốc bị thuốc cái này là phải kê đơn bác sĩ không em? Dạ, thuốc này là nằm trong danh sách hạng mục cho phép anh. Ok được. Dạ. Thì mình đau bụng như vậy thì mình cảm thấy là có đau quá nhiều không anh? Hay là mình chỉ đau râm râm thôi? Nó râm râm thôi, lâu lâu nó quặn quặn chút rồi. Thì anh có cần bên em hỗ trợ gọi bác sĩ đến để thăm khám cho mình không anh? Anh nghĩ chắc không cần đâu. Dạ. Hiện tại mình chỉ gặp vấn đề này thôi, còn mình còn gặp vấn đề nào ngoài khác anh? Không, anh chỉ gặp vấn đề là bị ăn bị đau bụng thôi, còn vấn đề khác là anh chưa gặp. Dạ, thì thưa anh Thắng, thì em rất hiểu và thông cảm với lại sự cố vừa rồi làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của anh. Thì để yên tâm hơn thì bên em sẽ nhờ nhân viên mang thuốc đau bụng lên cho mình và kèm theo một chai dầu gió để mình sử dụng nhanh. Ok. Dạ, thì thức ăn bên em thì được đánh giá và sử dụng các nguyên liệu tươi á, nên là bên em có kiểm định rồi, nên chắc em nghĩ là do mình sử dụng cùng lúc nhiều loại thức ăn á, nên là trong quá trình mình thưởng thức á thì chắc là về có vấn đề về rối loạn tiêu hóa thôi anh. Dạ, thì em cũng thay mặt khách sạn gửi lời xin lỗi chân thành đến Thắng vì sự cố vừa qua. Thì chúng em mong nhận được sự thông cảm và được phép mời anh đến quầy bar để thưởng thức một ly cocktail sau khi mà anh phép hỏi nha anh. Ok, anh đồng ý. Dạ, chúng em rất cảm ơn và ghi nhận những lời đóng góp tích cực từ anh để khách sạn ngày một hoàn thiện hơn. Dạ, thì ngay bây giờ thì nhân viên bên em sẽ mang thuốc và dầu lên cho mình nha anh. Mình chờ trong giây lát. Dạ, sau khi mà mình hỏi hẳn thì bên em rất hân hạnh là được tiếp đón anh Thắng tại lầu 10 của cà phê Skyview để phục vụ anh thức uống nhanh ha. Ok. Dạ, thì không biết là mình còn cần em hỗ trợ gì thêm đúng không anh Thắng? Được rồi, có cần gì anh sẽ liên hệ sau. Dạ, em là quan nhân viên lễ tân rất hân hạnh được phục vụ anh Thắng. Em sẽ... Ok. Trời, thực thi ha, thực thi. Dạ thưa, giờ mình gọi bộ phận housekeeping. Đúng rồi, mình gọi bộ phận housekeeping lên hỗ trợ khách ha. Dạ em chào chị Hoa. Thì em có nhận thông báo là anh Phạm Thành Thắng lưu trú tại phòng 304 đang gặp tình trạng là đau bụng do sử dụng bữa sáng tại khách sạn tại nhà hàng của mình. Thì em đã báo khách là chờ nhân viên mang thuốc và dầu lên cho khách sử dụng. Thì em xin phép em có báo khách là chờ trong giây lát thì chị có thể mang dầu và thuốc lên cho khách được không ạ? Dạ, em sẽ báo với khách ngay. Xong rồi mình gọi khách lại, thầy có gọi khách lại không thầy? Mình gọi cho bộ phận nhà hàng ha, để hồi nãy em gọi bộ phận phòng đúng không ha? Bộ phận phòng thì dầu nóng với lại thuốc, mình phải bảo gọi cho nhà hàng để mang cháo nóng với trà gừng ha. Dạ em xin chào anh Nam. Thì em có gặp tình trạng là khách tại phòng 304 đang gặp vấn đề là bị đau bụng do sử dụng thức ăn tại nhà hàng của mình sáng ngày hôm nay. Thì em có liên hệ cho bộ phận phòng để mang thuốc và dầu lên cho khách rồi. Thì bên em thì muốn bên nhà hàng của mình thì mang thêm một tô cháo nóng và một ly nước nước ấm lên cho khách sử dụng anh. Dạ, thì anh điện lên cho em nha anh, tại phòng 304 của anh Phạm Thành Thắng nha anh. Dạ em chào anh Thắng ạ. Ok em. Dạ bên nhân viên của em đã mang
thuốc và dầu và cháo nóng cho mình rồi đó anh, sử dụng mình cảm thấy thế nào à, mình có đỡ Ok. hơn chưa anh? Rồi, đỡ rồi ha, tốt hơn ha. À dạ, thì em hẹn anh tối nay tại lầu 10 của nhà hàng Skyview để mình thưởng thức cocktail nha anh. Ok. Dạ, thì mình còn cần em hỗ trợ gì đúng không ạ? Được rồi. Có cần gì anh sẽ liên hệ lại sau ha. Dạ, em là quan nhân viên để tân đức vua được phục vụ anh. Em xin chào anh ạ. Rồi, ok ha. Rồi. Dạ. Rồi, bạn Quang ha. Thì thứ nhất á, bạn Quang thì chạy thì cũng khá tốt, nhưng mà tuy nhiên á, bạn Quang hay đảo bước ha, đảo bước. Có nghĩa là bạn Quang, xin lỗi, giải thích cho bạn Quang quay ngược trở lại ha, tức là mình đảo qua đảo lại với nhau. Cố gắng là trong thực tế thì mình đi làm á, trong thực tế đi làm thì chúng ta sẽ có thể chúng ta đảo bước thoải mái, tại vì khách hàng của mình phải chạy theo cái tâm lý của ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đi thi á, thì chúng ta phải ráng bám theo bước ha, tới bước nào cảm ơn, bước nào giải thích, bước nào xin lỗi đó, chúng ta phải bám theo đúng cái bài em của nó, tránh tránh tình trạng đó là mình đảo bước ha. Rồi, thì ghi nhận cho bạn Quang đó là 1.5 ha. Với lại cho thầy xin lỗi tí xíu đó, là vừa rồi á, bữa vừa rồi ha, thầy có cho điểm một số bạn này, nhưng mà do hình như thầy bữa đó nó để thế nào bị sai sao á, cho nên thầy thấy cái điểm của nó là chạy tút xuống dưới nè. Thầy thấy có một bạn được 1.5, hai bạn được 1.5 ha. Với hai bạn được 0.5, thì 0.5 nãy có một bạn thì bổ sung còn. Thì bạn dòm giúp các bạn nói giùm thầy ha, vừa rồi là ai có được thầy cho điểm, nói lại giùm thầy để thầy ghi lại cái điểm này, nó bị Thầy chạy nó bị ơi, chạy. hôm bữa em cũng có được 0.5 đó thầy, nhưng mà em cũng chưa Em có tên gì? Em được tên gì? Phạm Lê Thanh Tùng lớp N39. Phạm Lê Thanh Tùng ha. Rồi ok, có 1.0.5 đúng không ha? Rồi ok. Rồi còn ai thiếu điểm nữa? Thầy ơi, hồi qua em được 1.5 đó này. Em tên gì? Ngô Tấn Minh, N41. Ngô Tấn Minh. Ngô Tấn Minh là 41 ha. 1.5 đúng không? Rồi đúng rồi, bạn Minh thì thầy nhớ nè, tại vì thầy có gõ trong đây mà sao không biết là cái cục điểm nó chạy tút lút xuống dưới, cho nên thầy không biết của bạn nào. Rồi tiếp tục ha, hôm qua có ai được điểm ra nói cho mình thầy. Dạ hôm qua em cũng được 1.5 á thầy. Em tên gì? Dạ Kiều Nhi N36 á thầy. Thầy nói em đủ điểm rồi hả? Kiều Nhi N36 đúng không ha? Dạ. Thầy coi em hôm qua em cũng được 0.5 thầy. Đợi thầy trước nha, đợi thầy trước nè. Kiều Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhi N36 ha. Dạ. 1, 5. Đúng rồi ha, bằng Kiều Nhi thì thầy nhớ rồi ha. Chắc hôm qua thì có lẽ là do tại vì là cái dòng rồi. Ai nữa? Dạ em cảm ơn thầy. Còn ai nữa có điểm hôm qua, Dạ em thầy. tên gì? Dạ lên quan đầu 39 thầy. Lê Anh Quang là 39 ha. Rồi, hôm qua là 0.5 đúng không em? Em qua được 0.5. Rồi ok Thầy ơi, ha. Ngô Lệ Uyên thầy ghi rồi đúng thầy? Ngô Lệ Uyên hồi nãy thầy có báo rồi đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Ngô Lệ Uyên. Ngô Lệ Uyên, có rồi, thầy ghi rồi ha. Dạ Rồi. cảm ơn thầy. Còn ai nữa không? Hình như thầy nhớ có một bạn nữa còn được 0.5 mà thầy chưa nhập hôm qua là tên gì? Dạ Thảo Ngôn đó thầy. Thảo Ngân đúng không ha? Dạ. Rồi Thảo Ngân ha. Rồi 0.5 ha. Rồi tổng kết sơ sơ ha, tổng kết sơ sơ thì ở đây có một số bạn đã được 5 điểm rồi ha, tức là 50% của cái quá trình học học online của mình. Một số bạn được 4.5 rồi. Một số bạn được 4, 3 ha. Và được 0.5 cũng khá nhiều ha, cho nên là chúng ta tranh thủ ha. Bây giờ chúng ta làm 11 16 phút ha, thì mình còn hai bạn nữa. Thì mời hai bạn ha. Chúng ta ráp cái quy trình xử lý phần này. Trong đó là chúng ta xử lý tình huống, đó là cách ra phần này về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ha, khi khách bị đồn. Rồi bắt đầu ha. Rồi mời. Dạ em thầy, Rồi mời em ha. Em tên gì? em tên Mỹ Duyên N36 thầy.
Mỹ Duyên N36 ha. Dạ. Mỹ Duyên bữa trước giờ có điểm chưa ta? Dạ có 1.5 rồi thầy. À Mỹ Duyên là 36 1.5. Trần Thị Mỹ Duyên đúng không? Lưu Thị Mỹ Duyên thầy. À Lưu Thị Mỹ Duyên. Rồi ok. Rồi bắt đầu ha. Dạ. Dạ em chào anh Thắng ạ. Em có thể hỗ trợ gì cho anh ạ? À, em ơi trời, nhà hàng bên em sao kém quá mà anh lên ăn trên đó bây giờ bị đau bụng quá trời, không chịu không nổi luôn á. Em coi xử lý giùm anh coi. Dạ vâng. Dạ vâng, anh vui lòng cho em hỏi là anh phải anh Tha Phạm Thành Thắng. Đúng rồi, anh là Phạm Thành Thắng. Dạ vâng, vậy vậy mình bị đau bụng khi dùng điểm đam, điểm bữa bữa ăn tại nhà hàng của em phải không ạ? Đúng rồi, anh lên nhà hàng bên em anh ăn sáng nay nè, bây giờ bị đau bụng quá trời luôn. Dạ. Vậy anh cho em hỏi là mình ăn tại nhà hàng nào của khách sạn bên em ạ? Anh lên nhà hàng trên tầng 3 của em bên em á. Dạ vâng. Vậy anh vui lòng cho em hỏi là khi ăn sáng tại nhà hàng bên em thì anh đã ăn những món nào ạ? Anh lên anh ăn món phở nè, rồi anh ăn thêm bánh mì la. À, rồi anh ăn anh ăn thêm ít xúc xích với lại anh uống một ly nước ép trái cây nước cam á. Dạ vâng, vậy anh vui lòng cho em hỏi rõ thêm là có anh có các triệu chứng bị đau bụng là đau lâm râm hay là đau quặn nữa nè? Anh bị đau lâm râm. Anh cho em hỏi là ngoài những món ăn anh ăn tại nhà hàng thì bên em thì anh có dùng những món ăn khác ở ngoài hay không ạ? Không, anh ăn bên em thôi chứ anh không ăn bao món nào bên ngoài hết. Dạ thưa anh vui lòng cho em hỏi thêm đó là anh có bị dị ứng với các loại thực phẩm nào nữa không ạ? Không, anh ăn uống bình thường rồi chứ không bị dị ứng gì hết. Dạ vâng, em đã nắm rõ các vấn đề của anh ạ. Em rất là lầm tiếc về những sự cố đã xảy ra, nhưng anh yên tâm bên em sẽ giải quyết ngay cho anh ạ. Dạ thưa anh, okay. Khách sạn bên em thì sáng nay cũng phục vụ cho hơn 100 khách, nhưng tới bây giờ em vẫn chưa thấy trường hợp nào thông báo về các vấn đề mắc các vấn đề sức khỏe giống như anh. Và bên cạnh đó thì mỗi sáng bên em có một đội ngũ thử trước các món ăn và đến bây giờ người ta vẫn chưa gặp các vấn đề nào về sức khỏe ạ. Theo phán đoán của em là có khả năng là anh bị rối loạn đường tiêu hóa. Ok, chắc có lẽ là vậy ha. Ok. Dạ. Dạ vâng, vậy thưa anh. Vậy thưa anh, em cũng rất là tiếc và thành thật xin lỗi về những vấn đề khi anh luôn gặp phải khi anh lưu trú tại khách sạn bên em. Em cũng xin phép ghi nhận lại khiếu nại của anh. Em cũng cảm ơn vì anh đã thông báo sự khốn này để okay. Để bên em có thể kịp thời khắc phục. Ok. Dạ thưa anh có cần em hỗ trợ về mặt y tế như gọi bác sĩ hay là hỗ trợ anh đến bệnh viện không ạ? Không, anh thấy nó cũng không đến độ nào cho nên chắc không cần gọi bác sĩ đâu. Dạ thưa anh Thắng, bây giờ thì anh hãy vào phòng nghỉ ngơi và em sẽ yêu cầu bộ phận phòng đem lên cho anh một tô cháo nóng và một ly trà gừng. Bên đó em cũng yêu cầu bộ phận phòng đem lên cho anh thuốc giảm đau và dầu nóng để anh giờ sử dụng. Ok, rồi anh đồng ý ha. Dạ em chào anh ạ. Dạ em chào anh Nghĩa ạ. Em là Duyên, bộ phận lễ tân. Lúc nãy thì có anh Thắng của phòng 306 xuống nói là bị đau bụng khi ăn thức ăn tại nhà hàng của mình. Bây giờ anh vui lòng mang thuốc và dầu nóng lên phòng 306 giúp giùm em ạ. Và nhờ anh chăm sóc khách giùm em ạ. Có bất cứ tình trạng gì về sức khỏe của khách thì anh vui lòng báo giúp giùm em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em chào anh Minh ạ. Em là Duyên bên bộ phận lễ tân ạ. Lúc nãy có anh Thắng của phòng 306 xuống nói là bị đau bụng khi sử dụng thức ăn tại nhà hàng bên mình ạ. Anh vui lòng mang lên giúp giùm em một tô cháo nóng và một ly trà gừng ạ. Chi phí này là miễn phí. Anh có thể giảm cho anh Thắng ạ.
Em là duyên bộ phận lễ tân. Lúc nãy thì em có ghi nhận được khiếu nại của anh là mình bị đau bụng khi ăn thức ăn tại nhà hàng bên em. Không biết là bây giờ tình hình sức khỏe của anh đã ổn không chưa? Ok rồi em. Tốt rồi. Em thấy nó khỏe hơn rồi ha. Dạ vâng ạ. Em cũng một lần nữa xin lỗi và rất lấy làm tiếc về những sự cố mà mình đã gặp phải ạ. Bên cạnh đó em cũng gửi anh một cái voucher của phòng xông hơi ở tầng 20. Khi anh khỏe thì anh có thể lên đó xông hơi, nó có tác dụng rất tốt cho đường tiêu hóa và cũng có thể giảm đau cho mình ạ. Ok. Rồi. Không biết là anh có cần em hỗ trợ gì thêm không ạ? Được rồi, có cần gì anh liên hệ sau ha. Dạ, em xin dạ em là Duyên, nếu có cần hỗ trợ gì thêm thì anh có thể liên hệ lại ạ. Em xin phép chào em. Ok, rồi cảm ơn em ha. Rồi, bạn Duyên ha. Không phải là Trần Mỹ Duyên đúng không ta? Em là Lưu Thị Mỹ Duyên thầy. Lưu Thị Mỹ Duyên. Rồi ok ha. Rồi thầy ghi nhận cho bạn Duyên được 1.75 ha, 1.75. Thì về cơ bản là bạn Duyên chạy khá là tốt ha, các bước đầy đủ ha. Chỉ có một số cái điểm hơi nhỏ nhỏ thôi, cũng không đáng ha, cũng không đáng, cho nên là về cơ bản là chạy như vậy là khá tốt. Rồi ok, rồi tốt ha. Rồi thầy mời thêm một bạn nữa nha, để chúng ta chạy để lấy điểm ha, bạn cuối cùng. Mà bữa nay chúng ta sẽ kết thúc sau khi bạn mình chạy xong ha. Rồi có ai xung phong không? Em được thầy. Được ha, được rồi. Em tên gì? Dạ em tên là Đoàn Thị Kiều Thanh N41 thầy. Đoàn Thị Kiều Thanh N41 ha. Kiều Thanh bữa giờ có điểm chưa? Dạ có 1.5 á thầy. Đoàn Thị Kiều Thanh N41. Rồi đây ha, thầy có thấy rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta cũng ráp tình huống này luôn ha. Chúng ta ráp tình huống này luôn. Bữa sau chúng ta sẽ ráp những tình huống khác nha. Chúng ta cũng còn một số buổi nữa ha, để chúng ta có ráp một số tình huống khác. Rồi bây giờ cách ăn tại nhà hàng của mình và cách bị đau bụng ha. Rồi bắt đầu. Dạ em chào anh Thắng, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Em ơi, anh chắc em phải hỗ trợ bên anh cho anh chứ, chị ăn ăn tại nhà hàng bên em mà sao bây giờ nó bị đau bụng quá ha, khó chịu hết sức luôn ha. Dạ mình là Phạm Thành Thắng, mình ở phòng 705 đúng không ạ? Đúng rồi, anh ở 705. Dạ mình ăn ở khách mình ăn nhà hàng bên em bị đau bụng ạ? Đúng rồi, anh ăn tại nhà bên em sáng nay nè, ăn xong bây giờ bụng nó đau quá trời luôn. Dạ em mời anh qua khu vực bên này để mình tiện trao đổi hơn ha. Ok. Dạ muốn cho em hỏi là mình ăn buổi nào á? Anh hồi sáng nay lúc khoảng 8:30 sáng anh lên nhà ăn. Dạ không biết là anh dùng bữa sáng ở nhà hàng nào bên em vậy ạ? Anh lên nhà hàng hương sen ở trên tầng 7 á. Dạ vâng. Dạ sáng nay anh đã dùng những món nào ạ? Thì anh ăn mấy món Việt Nam thôi, anh ăn phở nè, rồi anh ăn thêm một chén tái nè, với lại trứng gà ốp la, bánh mì, với lại anh tráng miệng là trái cây, với lại uống một ly nước ép. Dạ thưa anh, hiện tại là mình có triệu chứng là đau bụng và còn thêm triệu chứng gì nữa không anh? Thì anh bị 5555 nó đau bụng thôi. Dạ ngoài ăn món ăn ở nhà hàng bên em á thì anh có dùng món nào ở bên ngoài không ạ? Không. Cái này to dữ vậy nọ. Anh chỉ ăn món bên em thôi chứ không món nào khác. Lúc nào cũng nghe. Họ mở lên là số 4 mấy nè. Dạ vâng ạ, em đã hiểu rõ vấn đề của anh Giang Hải. Chú ăn uống nghỉ ngơi mà lại gặp vấn đề như thế này, em thành thật xin lỗi anh về vấn đề này ạ.
Dạ, nhưng mà hiện tại á, là sáng nay bên em phục vụ cho hơn 100 khách, nhưng khách cũng dùng những món như mà anh kể á, thì hiện tại là bên bộ em chưa nhận được phàn nàn nào tương tự à. Có thể là nghĩ là mình đang bị rối loạn về tiêu hóa thôi à. Còn về phần bên em á, thì em cũng... Còn về phần nhà hàng bên em thì nếu muốn hoạt động thì bên em phải có chứng nhận an toàn thực phẩm. Về phần này thì anh có thể yên tâm. Sorry, cho thầy dừng chút xíu nha. Bạn Quốc Khánh ơi, Quốc Khánh tắt micro giùm thầy ha. Ta bị tạp âm Quốc Khánh ơi. Quốc Khánh ơi, tắt micro Quốc Khánh ơi. Sẵn tiền mua gì rồi, ok ha. Rồi bắt đầu tiếp tục ha, sorry tại vì có một bạn bị cạn xíu ha. Rồi bắt đầu tiếp tục ha. Dạ vâng, anh em thành thật lấy làm tiếc về và thành thật xin lỗi anh về sự về bất kỳ sự bất tiện nào. Vâng, em xin ghi nhận ý kiến và cảm ơn anh đã báo về cho bên em ạ. Ok. Dạ em xin đề xuất giải pháp là anh muốn đến bệnh viện khám hay là bên em gọi bác sĩ đến cho mình ạ? Anh nghĩ chắc không cần gọi bác sĩ đâu. Anh bị rem thôi chứ không đến độ gọi bác sĩ ha. Dạ vâng. Vậy là hiện bên em cũng có tủ thuốc y tế ạ. Có loại thuốc trị đau bụng thông thường và dầu nóng để giảm đau hơn. Và em sẽ cho người mang cháo nóng và trà gừng lên để... ăn để kiểu cho mình cảm khỏe hơn anh. Ok. Dạ vậy xin phép mời anh về phòng, em sẽ cho nhân viên mang thuốc và cháo lên cho mình ạ. Ok em. Dạ em chào chị Giang ạ. Có anh Thắng ở phòng 705 bị đau bụng ạ. Em nhờ chị mang thuốc và dầu nóng lên phòng khách với em ạ. Dạ em chào anh Nam ạ. Em là Thanh bộ phận lễ tân ạ. Anh Thắng ở phòng 705 có dùng bữa sáng ở nhà hàng của mình vào sáng nay và bị đau bụng. Anh hỗ trợ mang hộ khách ly trà gừng và cháo nóng hộ em nhé. Về phần này miễn phí hoàn toàn cho khách và gửi phí về bên bộ phận lễ tân ạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em chào anh Thắng ạ. Không biết là nhân viên bên em mang cháo và thuốc lên thì mình đã cảm thấy tình trạng đã khỏe hơn chưa ạ? Được rồi, đỡ hơn rồi em. Dạ, em xin phép gửi anh voucher spa chăm sóc cơ thể tại spa bên em ở tầng 10 của khách sạn ạ. Khi anh khỏe hơn thì anh có thể lên tầng 10, bên em sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của anh ạ. Ok em. Dạ, không biết là mình còn vấn đề gì cần bên em hỗ trợ không ạ? Được rồi, có cần thì em sẽ liên hệ đấy cho. Dạ, em là bộ phận lễ tân, rất mong được anh ạ. Ok em, rồi cảm ơn em. Rồi, thì về nhận xét ha, bạn Kiều Thanh đúng không? Dạ vâng ạ. Đoàn Kiều Thanh chạy khá ổn ha. Tất cả các bước là chạy cũng đầy đủ ha. Chỉ có một số điểm nho nhỏ thôi cũng không đáng để lưu ý ha. Như vậy là chạy là khá tốt ha, như vậy là 1.75 ha. Rồi. Như vậy là bạn Kiều Thanh cũng tích được điểm cho mình cũng khá ổn rồi ha. Như vậy ha thì bữa sau đó các bạn thì chúng ta sẽ chạy một số cái tình huống. Ví dụ như khách báo khách complain về thái độ phục vụ của nhân viên ha, khách complain về vấn đề là giá phòng mình tính xin lỗi khách ăn tại nhà hàng nhưng mà cái giá cái hóa đơn đưa xuống là mắc so với lại cái bản thông báo của khách bản giá lưu tại phòng ha, rồi bố trí sai loại phòng này ha, rồi phòng có côn trùng ha, phòng có côn trùng. Rồi thì như vậy là bữa sau chúng ta sẽ ráp một số tình huống giống vậy ha. Thì thầy chỉ hướng dẫn bữa sau thầy sẽ hướng dẫn nhanh nha các bạn ha, hướng dẫn nhanh thôi. Là cái cách mà chúng ta giải thích nè, cách chúng ta trấn an ha, cách chúng ta ra giải pháp ha. Còn những bước khác thì thầy sẽ đi qua luôn tại những bước khác thì giống nhau. Ví dụ chào thì chắc chắn là sẽ giống nhau ha.
tiếp nhận thông tin nó giống nhau ha. Chỗ hơi rõ ghi chép thì nó khác chút, ví dụ mà đối với côn trùng thì mình phải hỏi rõ kiểu khác đúng không ha. Rồi cái sự cái chỗ mà tỏ sự cảm thông trong hàng giới tích thì cũng khác đúng không, côn trùng thì nó chắc chắn nó sẽ khác về món ăn đúng không các bạn ha. Rồi đưa ra lời xin lỗi thì giống ha, cảm ơn sự đóng góp thì giống nè ha, đề xuất giải pháp thì nó sẽ khác chút, tại vì côn trùng nó sẽ khác với món với lại cái ngộ độc thực phẩm ha. Rồi thực hiện giải pháp thì chúng ta gọi các bộ phận thì nó giống nhau rồi, kết thúc thì giống nhau rồi ha. Và như vậy là thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số cái điểm mà khác biệt khi mình chạy quy trình cho một số tình huống khác nhau trong cái vấn đề đó xử lý phần này ha. Rồi sau đó thầy sẽ mời một số bạn chúng ta ráp luôn, thì cũng nói luôn cái lộ trình của mình ha, để bạn nắm rõ là bữa nay là chúng ta tới buổi thứ 17 ha, buổi thứ 17 rồi. Thì buổi thứ 22 là chúng ta kết thúc. Như vậy 17 rồi, 18, 19, 20, 21, 22 còn 5 buổi ha. Thì chúng ta sẽ dành khoảng 3 buổi để chúng ta chạy cái phần là check out ha. 2 đến 3 buổi chúng ta chạy cái phần check out nha các bạn ha. Tại vì check out thì chúng ta liên quan đến vấn đề viết hóa đơn, viết hóa đơn tài chính nha. Cho nên là chúng ta chạy dành khoảng 3 buổi để chúng ta làm cái check out. Thì 2 buổi còn lại thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta ráp hết một số trường hợp là một số cái tình huống giống vậy. Ngoài ra thì còn thời gian thì chúng ta sẽ ráp thêm đó là đặt vé máy bay nè, đặt ăn tại nhà hàng ha, và gói niêm phong. Thì cái đặt ăn tại nhà hàng, gói niêm phong với máy bay thì thầy chạy mô phỏng thôi, các bạn chỉ nghe thôi, các bạn không tập ha, các bạn không tập. Tại vì khi đi thi tốt nghiệp á, thì chúng ta mới tới cái đó, cho nên chúng ta để dành sau ha. Cho nên là chúng ta tập những cái quy trình mà bữa trước thầy hướng dẫn các bạn đến giờ, gồm có đặt phòng điện thoại ha, trước khi cách lẻ có đặt phòng trước ha, trước khi cách lẻ không có đặt phòng trước ha, xử lý phần này và check out. Như vậy là chúng ta bám sát 5 quy trình đó thì chắc chắn các bạn sẽ qua môn của mình rất là dễ dàng nha. Còn những quy trình mở rộng ha, quy trình mở rộng thì chúng ta để dành cho cái cuối năm nay hoặc là đầu sang năm, gồm có là đặt phòng nhưng mà khách yêu cầu giảm giá này ha, rồi đặt phòng khách đoàn này ha, đó là cuối năm, check in khách vãng lai, khách lẻ mà khách bị thất lạc booking này ha, hoặc là không thống nhất về vấn đề đó là thanh toán này ha, hoặc là khách không mang theo giấy tờ tùy thân ha. Rồi đó, như vậy là một số tình huống như vậy ha. Còn xử lý phần nào thì chúng ta sẽ làm một số tình huống mà giống như bữa giờ mình đã làm rồi ha. Bữa giờ là cơ sở vật chất là mình chạy gần hết luôn rồi ha, từ máy lạnh đến tivi đến nước đến bồn tắm, rồi chúng ta qua đến cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ha. Như vậy cũng khá là nhiều rồi ha. Rồi thì thời gian bây giờ cũng hết rồi, thì cảm ơn các bạn ha, chào các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Rồi xong rồi các bạn, tắt luôn đi các bạn. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, đây các bạn.